Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Giữa Hứa Khải và Nhậm Gia Luân ai xứng đôi với Đàm Tùng Vận hơn? Tác phẩm mới của Đàm Tùng Vận có màn ra mắt ấn tượng. Cô đóng cặp với một nam ngôi sao đẹp trai và có cảm giác CP mạnh mẽ cô được kỳ vọng sẽ trở thành hắc mã trên màn ảnh. Trong số các tác phẩm của Đàm Tùng Vận, tôi đặc biệt thích Under the Brocket do cô và Gen Chelan đóng chính. Web drama này tuy kinh phí thấp, khung cảnh có chút giả tạo, hiệu ứng đặc biệt hơi thô nhưng các nhân vật như lơ lửng trên phông nền để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Đặc biệt, tổ hợp tôm 6 tệ một cân do hai người sáng tác càng độc đáo và hấp dẫn hơn. Theo tôi, thành công của Under the Armor không phải ngẫu nhiên mà có. Bộ phim này ra mắt như một bộ phim tồn động vào thời điểm đó và có rất ít tài trợ thương mại khi mới phát sóng. Tuy nhiên, cặp đôi đàm Tùng Vận và Gen Challen bất ngờ thể hiện sức hút lạ thường, khiến nhiều người phải ngồi dậy và chú ý sự kết hợp của cả hai hấp dẫn đến mức bộ phim truyền hình đã thu hút nhiều nhà quảng cáo trong nửa thời gian phát sóng thể hiện đầy đủ giá trị tiềm năng của bộ phim under armor đã đạt được lợi nhuận khổng lồ với chi phí rất nhỏ và không thể thiếu hai diễn viên xuất sắc hai gương mặt trẻ chung kết hợp với lời thoại cổ điển và những khoảnh khắc trói sáng trong vở kịch thật ngọt ngào đến tận xương tủy thực tế đã kiểm chứng rằng ngoại hình và sự ăn ý của các diễn viên trong bộ phim thần tượng này là đỉnh cao ngoài những siêu phẩm kể trên đàm tùng vận còn có một bộ phim thần tượng mới sắp ra mắt cũng khiến khán giả thêm kỳ vọng trong bộ phim này cô sẽ hợp tác với một nam nhân vật chính quyến rũ để diễn giải một câu chuyện tình yêu hấp dẫn Quá trình quay bộ phim này đã hoàn tất thành công và sẽ sớm được phát hành trên Tenon Video, vì vậy hãy chú ý theo dõi nhé. Bộ phim tuy chưa ra mắt khán giả nhưng hai diễn viên chính đã cùng nhau đóng phim bom tấn và rất hiểu nhau. Điều đáng lo ngại duy nhất là thẩm mỹ trang phục của đàm tùng vận trong bộ phim này có thể là một nhược điểm. Theo quan sát hiện nay, Cách phối màu trang phục của anh khá kỳ quặc, nhiều màu sắc xen lẫn với nhau và có phần không hài hòa. May mắn thay, cô ấy vẫn là một nữ diễn viên đầy quyến rũ và kỹ năng diễn xuất của cô ấy rất tuyệt vời. Các tác phẩm của Đàm Tùng Vận luôn thu hút nhiều sự chú ý và được khán giả rất mong đợi. Gần đây, cô thậm chí còn đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nữ chính Sichuan Brocade hợp tác với nam diễn viên quyền lực Cheng Ye Cheng ngoại hình của cô càng thêm lộng lẫy subrocket vừa hoàn thành và sẽ phải mất một thời gian nữa mới được phát sóng trong số các tác phẩm mới của đàm tùng vận em đẹp hơn ánh sao đóng cùng hứa khải có nhiều khả năng ra mắt đầu tiên nhất trong vở kịch đàm tùng vận miêu tả hình ảnh một cô gái theo đuổi giấc mơ trôi giạt từ phương bắc vun hết tâm sức để đấu tranh cho ước mơ của mình nhưng cuối cùng cô lại nhận ra mình giống như một môi sao mơ dễ bị người khác đánh bại tất cả những cố gắng và nỗ lực của cô đều bị xóa sạch bởi sự thiếu hiểu biết của người khác cảm giác rời rạc này được thể hiện một cách sống động trong cảnh khóc của cô khi niềm tin vững chắc trong lòng cô hoàn toàn bị phá hủy cô cảm thấy tuyệt vọng như thể cả thế giới đang sụp đổ hứa khải đóng vai một nhân viên ngân hàng đầu tư tàn nhẫn trong vở kịch khi xử lý các dự án đầu tư anh chú ý đến giá trị tiềm năng của chúng hơn là yếu tố cảm xúc trong mắt anh tình cảm sâu đậm khó có thể so sánh được với sự thật bạn có thể chỉ trích anh ấy là người máu lạnh nhưng bạn nên tôn trọng cái nhìn sâu sắc của anh ấy về dự án sự thật đã được xác lập dù lạnh lùng cũng phải bình tĩnh tiếp nhận em đẹp hơn ánh sao đã được phê duyệt và kế hoạch quay phim đã chính thức bắt đầu bộ phim này có tiềm năng trở thành hắc mã khiến mọi người tràn đầy kỳ vọng nhậm gia luân cũng đang theo dõi bộ phim của đàm tùng vận xem những bình luận khiến mọi người bật cười anh ấy xứng đáng được tham gia national super league đàm tùng vận và nhậm gia luân giống như bay đô tỏa sáng trong ngành giải trí và tình bạn của họ luôn dẫn dắt nhau tiến lên họ không chỉ là đối tác vàng trên màn ảnh mà còn là đôi bạn thân thiết ngoài đời gần đây bộ phim truyền hình nhân danh gia đình do đàm tùng vận đóng chính đã được khán giả săn đón nhiệt tình là bạn của cô nhậm gia luân đã đánh giá cao bộ phim này nhân danh gia đình đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả vì chủ đề độc đáo và cốt truyện cảm động nhân vật do đàm tùng vận thủ vai trong vở kịch đã hình thành một gia đình với bố ly và bố linh không có quan hệ huyết thống khả năng diễn xuất xuất sắc cùng cách thể hiện cảm xúc tinh tế của cô đã khiến khán giả cảm nhận được không khí gia đình tràn ngập yêu thương và ấm áp nhậm gia luân là nam diễn viên đã nhiều lần hợp tác với đàm tùng vận anh cũng vô cùng cảm động trước bộ phim này trong một cuộc phỏng vấn anh bày tỏ sự hào hứng khi xem in the name of family và ngưỡng mộ kỹ năng diễn xuất của đàm tùng vận anh hài hước nói đùa sau khi xem bộ phim này tôi không khỏi muốn gọi điện cho đàm tùng vận và hỏi xem cô ấy diễn xuất tốt như thế nào cô ấy thật tuyệt vời khi được hỏi đánh giá đàm tùng vận như thế nào nhậm ra luôn tỏ ra hài hước và chân thành anh mỉm cười nói đàm tùng vận là một nữ diễn viên rất tài năng và quyến rũ luôn có thể khiến khán giả ngạc nhiên trong in the name of family cô ấy đã thể hiện một con người hoàn toàn mới điều này khiến tôi rất ấn tượng nhưng nghiêm túc mà nói tại sao lại không cô ấy cân nhắc việc để tôi tham gia phải không dù đây chỉ là một trò đùa nhưng nó thể hiện tình bạn sâu sắc giữa nhậm gia luân và đàm tùng vận họ hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ trong công việc và thường chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống loại tình bạn này đặc biệt quý giá trong làng giải trí và khiến mọi người cảm thấy chân thành và ấm áp tóm lại tình bạn giữa đàm tùng vận và nhậm gia luân là tình bạn độc nhất vô nhị trong làng giải trí những hành động thiết thực của họ chứng minh rằng tình bạn thực sự nằm ở sự thấu hiểu hỗ trợ và thấu hiểu ngầm không cần lời nói tôi tin rằng họ sẽ mang đến cho chúng ta nhiều kiệt tác và những câu chuyện cảm động hơn nữa trong những ngày tới